ye tăng ca tăng su vi đi tăng din năng quân nhà pa lăng ma ya ye cha ta tha na cha nam ti đề hoa gan to ni về đây đa dâm sắp về lô cầm hi ye sa ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma mun nhân phổ cha năng sắp về lát bàn thú ma ma chê ta sa ti. Và cẩm nhân đã lễ bái tam bảo và sinh giới xong, thấy có tín hiệu của cô tu nữ tuệ, cô tu nữ như pháp, và kính mời bàn tay cô tu nữ như pháp. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô Cẩm Vân. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sân Kha giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn cô Pháp Nguồn Lào Cai cho chúng Pháp biết được tín hiệu. Con tu nữ như Pháp thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ, Tuệ Nhẫn Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Rạng Đông như Pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ như Pháp kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, cảm ơn cô Trần Đạo như Pháp mến chào cô Cẩm Vân, mến chào Thi An Lạc, mến chào Thanh Thủy, mến chào cô Sẵn Đông, kính chào Huyền Mộng, mến chào Đạo Hữu Châu Phan, kính chào IQ em đó, mến chào cô Trần Đạo, kính chào Thái An, mến chào Pháp Nguồn Lào Cai, mến chào Nhung Phạm, kính chào Buông Bỏ, kính chào Ngao Sắc, và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức như Pháp kính chào Đạo Tràng, sa thú đành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Như Pháp xin thay mặt Đạo Tràng kính cảm ơn cô Cẩm Vân đã thay mặt Đạo Tràng để bái tâm bảo và thọ trì quy giới. Như Pháp kính cô Sẵn Đông đã mở rung và cho Đạo Tràng được kính Pháp. Và bây giờ thì con đã thấy Đại Đức Tuệ Nhẫn và Đại Đức Tuệ Đức. Con xin thay mặt Đạo Tràng thành kính cung thỉnh quý sư hoan hỷ điều phòng ông bài Pháp Quốc Kinh số 251. Như Pháp kính mời tất cả quý vị trong đầu tràng, vị nào có thể xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên. Dạ, bây giờ thì con đã thấy tín hiệu của Đại Đức Tuệ Nhẫn. Dạ, con kính dâng bích đến sư ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha, con cung kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thân chào quý cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Con cung kính đảnh lễ Ngài Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, Đại Đức Tuệ Đức. Con xin được phép ngâm kệ số 251 ạ. Nathiraga samo agi nathidosa samo gahom. Nathi moha samang chanang, nathi tanha samanadi. Nathi raga samang aki, nathi dosa samogahom. Nathi moha samang chanang, nathi tanha samanadi. Nathi raga samang aki, nathi dosa samogahom. Nathi moha samang cha tang samang cha nang nathi tanha samanadi. Lửa lào bằng lửa tham, chấp lào bằng sân hận, lưới lào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Lửa tham ghê nắm ai ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Lưới lào bằng lưới si ma, sông nào sánh được ái hà, dòng sâu. Bản phổ thơ của Ngài Thượng Tọa Giới Đức ạ. Một lần nữa con cung kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng và xin xuống mít ạ.
Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đến lễ tụng tổ minh hạnh đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài kinh Pháp Cú câu số 251. Natthiraga Natthiraga sammo akki Natthido sasammo gaho Natthi mo ha samang cha lăng Natthi tành hà samma na đi. Lửa nào bằng lửa tham, chấp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông mái. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy đốt người đốt ta. Lưới nào bằng lưới si ma, sông nào sánh được ái hà dòng sâu. Là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin kể. Natthi raga sammo akki Natthi dosa sammo gaho Natthi moha samang cha lăng Natthi tanha sammanadi. Natthi raga sammo akki Natthi dosa sammo gaho Natthi moha samang cha lăng Natthi tanha sammanadi. Natthi raga sammo akki Natthi dosa sammo gaho Natthi moha samang cha lăng Natthi tanha sammanadi. Để con xin hết ạ. Kính mời cô Pháp Nguồn Lào Cai tiếp theo ạ. Dạ con kính thỉnh lễ con ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính thỉnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con kính thỉnh lễ đại đức Tuệ Đức, con kính thỉnh lễ đại đức Tuệ Nhẫn. Con xin kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Con xin kính lễ cô tu nữ Nhiều Pháp. Con xin kính chào thầy đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc ôn bài câu Pháp Cú 251 ạ. Natthi raga sammo akki Natthi dosa manno gaho Natthi mosaha nang cha lang Natthi tanha Natthi tanha sammanadi. Lửa nào bằng lửa tham, chấp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy đốt người đốt ta. Lưới nào bằng lưới si ma, sông nào sánh được ái hà dòng sâu. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đất. Dạ con xin phép được kể. Natthi raga sammo akki Natthi dosa sammo gaho Natthi moha sanang cha lăng Natthi tanha samanadi Natthi raga sammo akki Natthi dosa sammo gaho Natthi moha sanang cha lăng Natthi tanha samanadi. Lửa nào bằng lửa tham, chấp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy đốt người đốt ta. Lưới nào bằng lưới si ma, sông nào sánh được ái hà dòng sâu. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đất. Dạ con đã đọc và kể xong, con xin phép mời một vị tiếp bạn. Dạ con xin xuống mic. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tệ Đức, Đại Đức Tệ Nhẫn cùng chư tôn đức tăng. Kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tệ Duyên. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 201 ạ.
Na thi ra ga sa mô át nghi Na thi đô sa sa mô ga hô Na thi mô ha sa năng cha lăng Na thi tăng ha sa ma na đi Na thi ra ga sa mô át nghi Na thi đô sa sa mô ga hô Na thi mô ha sa măng cha lăng Nát thi tăng ha sa ma na đi Lửa nào bằng lửa tham Chấp nào bằng sân hận Lưới nào bằng lưới si Sông nào bằng sông ái Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu Lửa tham ghê lắm ai ơi Hận sân cũng vậy Đốt người đốt ta Lưới nào bằng lưới si ma Sông nào sánh được ái hà dòng Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức Dạ con đã kể xong Cảm ơn chị Đăng Đông đã post bài Xin gửi mít lời cho chị Đăng Đông Sa thú chị Trân Đạo Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp và Ân Đức Tăng Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng Con kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức, Cô Tu Nữ Tuệ Duyên, Cô Tu Nữ Nhân Pháp. Con kính chào đạo tràng, kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu Pháp Cú số 251. Nà thi ra gá sa mô ác ghi, nà thi đồ xá sa mô gá hồ, nà thi mô há sa măng trà lằng. Ná thi tần hà sa mà na đi Ná thi ra gá sa mồ ác ghi Ná thi đồ xá sa mồ gá hồ Ná thi hà sa măng trà lằng Ná thi tần hà sa mà na đi Ná thi ra gá sa mồ ác ghi Ná thi đồ xá sa mồ gá hồ Ná thi mồ hà sa măng trà lằng Ná thi tần hà sa mà na đi Lửa nào bằng lửa tham Chấp nào bằng sân hận Lưới nào bằng lưới si Sông nào bằng sông ái Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu Ná thi ra gá sa mô ác nghĩ Ná thi đồ xá sa mô gá hồ Ná thi mô há sa măng trà lằng Ná thi tần hà sa mà na đi Lửa tham ghê lắm ai ơi Hận sân cũng vậy đốt người đốt ta Lưới nào bằng lưới si ma Sông nào sánh được ái hà dòng sâu Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức Kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên Dạ, sa thú, sa thi cổ thống Cảm ơn chị Nông, chị Cẩm Vân. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ cô Như Pháp và thân chào quý thiền nam kính nữ và kính lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn. Và bây giờ Tuệ Duyên xin kể kinh Pháp Cú số 251. Nát thí ra gá sa mô ác ghi nát thí đồ sa sa mô gá hồ nát thí mô sa măng tà lằng nát thí tần hà sa mà na đi nát thí ra gá sa mô ác ghi nát thí đồ sa sa mô ga hồ na ti mô ha sa măng chăng na ti tân ha sa ma na đi na ti ra ga sa mô ắt ghi na ti đô sa sa mô ga hồ Na ti mô ha
samam cha lăng nạp di tân hà samana đi. Lửa nào bằng lửa tham, chấp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Lưới nào bằng lưới si ma, sông nào sánh được ái hà dòng sâu. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã ôn bài xong. Vậy bây giờ đã thấy tín hiệu của Nhung Phạm. Mời Nhung Phạm ạ. À, dạ con cảm ơn cô Tuệ Duyên ạ. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Thăng Mai á, Nam mô Sang Khai á. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, Đại Đức Tuệ Nhẫn. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con xin kính chào đạo tràng ạ. Con xin cảm ơn cô Dạng Đông đã cho bài ạ. Con xin đọc câu pháp cú 251 ạ. Natthi ga ga sa mo akhi natthi do sa sa mo ga ho natthi mo ha sa mang cha lang natthi tan ha sa ma na đi. Lửa nào bằng lửa tham, chấp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Lưới nào bằng lưới si ma, sông nào sánh được ái hà dòng sâu. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức ạ. Dạ con kính dâng đức đến đạo tràng ạ. Dạ Nam mô Bụt Tha, dạ Nam mô Thân Ma, dạ Nam mô Sanh Kha, dạ. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ Giáo Pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bạch câu pháp cú số 251. Náp thí ra gá xá mô ắc ký nát thí đô xá xá mô gá hồ nát thí mô há xá măng cha lăng nát thí tàn hà xá ma ná đi. Nát thí ra gá xá mô ắc ní nát thí đô xá xá mô gá hồ nát thí mô há xá măng gia lăng nát thí tan ha sa ma ná đi. Lửa nào bằng lửa than, chấp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Lưới nào bằng lưới si ma, sông nào sánh được ái hà dòng sâu. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cẩm dân đã ôn bài xong. Và cô tu nữ Thâm Má Chá Rí có ôn bài không? Kính mời cô. Và kính mời cô tu nữ Như Pháp nha. Và sa thủ kính cảm ơn cô Cẩm Vân. Nạc mô Bụt Tha Giá. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, Như Pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Và cảm ơn cô Rạng Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Như Pháp kính lễ cô tu nữ Thâm Má Chá Lý dồi dào đạo tràng. Và còn vị nào chưa ông bà thì Như Pháp kính mời bằng tay ạ. Và còn vị nào chưa ông bà thì kính mời bằng tay. Và cô tu nữ Thăm Má Cha Rí có ôn bài được không ạ? Dạ, kính chào anh chị Phan Văn Liêm, kính chào cô Thiên Lạc, kính chào xin ngồi nghe vừa vào đạo tràng.
Dạ, vì là không có tín hiệu của cô tu nữ Thâm Má Chá Rí. Dạ, trong khi chờ đợi giải như pháp xin được ông bà ạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, như pháp được xin ông bài 200, câu 251. Natira gasamo atinatido sasamo gaho natimo hasamang chalang natitan hasama nadi. Lửa nào bằng lửa tham, chấp nào bằng sân hận, lưỡi nào bằng lưỡi si, sông nào bằng sông ái. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Na thi ra ga sa mô ác nghi na thi đô sa sa mô ha go na thi mô ha sa măng cha lăng na thi tanh ha sa ma na đi. Lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng bị độc người độc ta, lưỡi nào bằng lưỡi si ma, sông nào sánh được ái hà dòng sâu. Và đây là bản phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức như pháp, kính cảm ơn đạo tràng. Sa thủ đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Đại Nhẫn, Đại Đức Đại Đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ông bài pháp của kinh số 251. Như pháp kính cảm ơn cô Cẩm Vân, Nhung Phạm, cô Sạng Đông, cô Tận Đạo, cô Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, không biết còn thiếu khi nào nữa không? Dạ, đã hoan, dạ cô tu nữ Tị Viên, dạ đã hoan hỷ lên ông bài pháp của kinh số 251. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới câu pháp cú kinh số 252. Như pháp kính mời đạo tràng cùng với Như pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Đại Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa mbut tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa mbut tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa mbut tha sa. Hàng thiện tính hải mê trần cảnh, na nghiệp bơm về nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh năng não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, và nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, hoa quỷ nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Do đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vần duyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 152. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân bích đánh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thâm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Trước khi vào bài học, chúng con xin nghiêm tình thân khẩu ý đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Arahang Samma Sambuddho Phagawa Buddhang Phagawantang Phiwadimi
Sakhato Phagavata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phagavato Savaka Sangho Sanghang Namasami. Con nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ơn Đức Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Thế Tôn đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi, Ngài bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não, Ngài xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ơn Đức Pháp Bảo, Pháp Bảo phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Chỉ những ai có duyên lành được nghe chánh pháp và thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được hưởng hương vị giải thoát ngay trong đời này, trong kiếp kế tiếp. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý đảnh lễ ơn Đức Tăng Bảo, Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là thành tựu chi kiến, chứng đắc lý tứ thánh đế, thánh đạo ngay trong kiếp sống này và trong đời vị lai. Phước lành do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh nên kính chia đến, kính dâng đến tất cả chư Đức Tăng, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương, Càn Khắc Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa. Và kính chia phước lành này đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần, ở xa, ở khắp mọi nơi. Xin quý ngài, quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này và sớm đủ duyên lành để thấy được lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo ngay trong kiếp sống này. Nam mô Buddhaya. Tất cả những gì của ngày hôm qua và từ sáng đến giờ cũng chỉ là các pháp đã trôi đi và không còn gì nữa cả. Và giờ đây cũng lại chỉ là những cái thực tại, lại là những cái pháp như thuở nào đó mà thôi. Ngày mai chúng ta thức dậy thì cũng lại là thấy, là nghe, là ngửi, là đếm, là xúc, là chạm, là suy nghĩ và các cảm thọ, không còn thêm cái điều gì khác nữa. Và chúng ta thực sự không rõ biết về. Quý vị có nghe rõ không ạ? Alo, 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 alo. Chúng ta đã không thật sự hiểu về cái thấy, cái nghe trong đời sống hàng ngày. Do vậy chúng ta bị lăn trôi trong sanh tử, chứ không có gì khác cả. Khi nào chúng ta hiểu được trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái ngửi chỉ là ngửi, không có người nghe, không có tôi nghe, chỉ có pháp làm phần sự nghe và rồi diệt đi. Như vậy thì thế giới này chỉ có cái nghe ở chỗ này diệt đi, chỗ kia diệt đi, cái ngửi ở chỗ này diệt đi và chỗ kia diệt đi, cái xúc chạm ở chỗ này diệt đi, cái cứng mềm ở chỗ này diệt đi, ở chỗ kia diệt đi, cái cảm thọ ở chỗ này chỗ kia diệt đi mà thôi, và không còn gì nữa cả. Tất cả chúng chỉ là các pháp hữu vi, chúng không phải là một ai đó. Thế giới này không có một con người nào cả. Từ thuở vô thủy cho đến vô chung cũng không có lấy một con người. Chỉ là cái khoảnh khắc của các pháp, là của sắc, của thọ, tưởng, hành và thức. Do vậy chúng ta học giáo pháp của Đức Phật cần phải có cái chánh chi kiến, phải hiểu được các pháp là vô ngã do duyên sanh, chứ không phải là tôi làm một cái điều gì đó, hay là tôi tạo tác một điều gì đó. Rất nguy hiểm là chúng ta đang học giáo pháp của Đức Phật bằng một cái lối rất là sai lạc, và chúng ta cho những cái việc phước mình làm, mình tạo ra, rồi là mình sẽ đạt được cái này cái khác, mà chúng ta không hề hay biết được rằng nếu không tâm thiện, không sanh khởi thì không thể có sự làm phước được. Mà tất cả những cái gì chúng ta tạo ra, chúng ta cho đi, cái đó nó chỉ là những cái đất nước lửa gió. Và chúng ta nhận về thì cũng chỉ là cái đất nước lửa gió, và rồi
cũng lại là những cái tâm thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng ở cái vùng miền, ở cái nơi chốn mà có những cái tứ đại nó tốt đẹp, để cho những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng này được gọi là cái quả của nghiệp mà thôi. Còn nếu mà tạo ác nghiệp thì nó cũng sanh vào những cái vùng mà phải cảm nhận những cái tứ đại khổ đau, những cái tứ đại mà làm cho những cái cảm xúc, cảm thọ này nó phát khởi lên những cái trạng thái đau khổ. Như vậy thì tất cả Đức Phật đã dạy cho chúng ta là tất cả năm uẩn đều là khổ. Dầu năm uẩn đó là năm uẩn nào, năm uẩn của Đức Phật, năm uẩn bậc A-la-hán cũng là đau khổ, huống chi là năm của kẻ phàm phu. Do vậy không nên nắm giữ chúng, mà hãy hiểu chúng như chúng là vậy thôi. Và tất cả các sắc thì nó chỉ là vô tri vô giác. Và thế giới này nó chỉ có 7 cái sắc thô ở bên ngoài mà hàng ngày chúng ta luôn tiếp xúc, và nó là những loài dạ xoa. Nếu như mà chúng ta quên về chúng, chúng ta không biết về chúng, tuy chúng chỉ là cái cứng, cái mềm, nhưng mà chúng ta sẽ sân, giận, và chúng ta cho cái cứng, cái mềm này là tôi, là người yêu của tôi, là chồng của tôi, là tivi, là nhà, là cửa, hay là cho những cái màu sắc này, cho những cái âm thanh này, cho những cái mùi này, cho những cái vị này, cho những cái bất tịnh này, thành rất là nhiều thứ. Và từ đó chúng ta tham, đắm, sân, hận, si mê. Chúng ta do cái tưởng sai lạc và những cái suy nghĩ sai lạc đó, nó kết ra những cái năm uẩn, nó dị biệt, nó sai biệt khác nhau. Nên là cái thế giới này nó bị điên đảo là như vậy đó. Do vậy chúng ta cần phải tỉnh giác trong đời sống để thấy ra được là thế giới của thấy là một thế giới, của nghe là một thế giới khác, ngửi là một thế giới khác, nếm là một thế giới khác, xúc chạm là một thế giới khác, và suy nghĩ là một thế giới khác nữa. Và những cái thế giới này của các pháp duyên sanh của cái thấy là khác, cái nghe là khác, ngửi là khác, nếm là khác, xúc chạm là khác. Do vậy cái thấy chưa từng bao giờ biết cái nghe chưa từng bao giờ biết cái ngửi, cái ngửi cũng chưa từng bao giờ biết cái nếm. Chúng chỉ sanh khởi độc cư một mình. Tuy rằng chúng sanh diệt rất nhiều lần từ vô thủy, vô lượng kiếp đến giờ, nhưng mà chúng vẫn giữ bản chất riêng của chúng, không hề thay đổi. Chúng chỉ là một, chứ chúng không thể nào khác. Cái thấy chỉ là một, chứ cái thấy không thể thành cái nghe. Bản chất của tham cũng vậy, khi chúng sanh khởi, chúng mang cái bản chất của chúng, bản chất cố hữu của chúng là như vậy. Chứ chúng không là ai cả, không có ai tham, mà chỉ có cái pháp nó có cái tính chất tham, hay là sân thì nó có cái tính chất sân. Thì chúng ta cần phải nhận biết rõ về các pháp. Thế nào được gọi là trong cái thấy gì có cái thấy? Khi nào mà tâm của chúng ta mà nó đang biết về cái tâm thấy, thì đây chính là cái chánh niệm mà nó đang biết về cái tâm thấy, thì đây chính là biết cái thấy, là cái thấy, chỉ là cái thấy. Thì lúc này cái người mà nói trong cái thấy là cái thấy, thì hỏi là cái pháp này là cái pháp gì, thì đây chính là quán tâm. Đây chính là quán tâm. Khi nào mà hôn trầm thủy miên mà chánh niệm nó biết, trí tuệ nó biết, đây là trạng thái hôn trầm thủy miên, thì đây chính là quán pháp. Khi nào mà tâm nó chánh niệm về cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, thì đây chính là quán thân. Khi nào mà các cái cảm thọ ưu phiền, tâm sân nó đang sanh khởi, nhưng mà chánh niệm nó lại bắt về cái thọ ưu, thì lúc này là quán về thọ chứ không phải là quán về tâm. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là tất cả nó phụ thuộc vào cái nhân duyên. Mà cái cốt tủy nhất là cái con đường mà chúng ta cần phải rõ biết nhất, đó là cái con đường văn tư tu, tức là văn của chúng ta là phải thật rõ nghĩa. Rồi tu ở đây không phải là thực hành, tôi đến tìm một cái nơi nào đó thực hành, mà chính là cái văn hiểu biết này nó áp dụng ngay vào cái thực tại sanh khởi đó, tức là nó ứng dụng vào cái thực tại ngay khi chúng hiện khởi. Được nghe rõ biết về các pháp đó thì đây chính là
là tu. Tu này người ta thường hiểu lầm là tu là sửa, hay tu là làm một cái gì đó, hay là tụ hội và để sanh ra một cái môn phái tu tập. Điều đó là sai với các pháp. Văn tư, tư tức là cái sự tư duy để thấu tỏ được các pháp. Tu là như vậy thì chúng ta cần phải biết. Như vậy thì các pháp nó luôn luôn sanh khởi ở trong đời sống rồi. Nó không có rời xa cái đời sống của chúng ta, mà nó ở rất gần. Nhưng mà tại sao chúng ta lại xa với chánh pháp như vậy? Vì vô minh nó luôn luôn hiện hữu sau cái thấy, nghe, ngửi, đếm, đụng này. Nó luôn luôn bị những cái khái niệm chấp về con người này, con người kia, nhà cửa, mà chúng ta quên mất ở đây chỉ là những cái đặc tính cứng, mềm, nóng hay lạnh, hay là màu, hay là mùi, là vị, hay là các cảm thọ, hay là tưởng. Cái tưởng này thì chúng ta thường nghĩ là tôi nhớ, tôi biết, nhưng mà thực tế là tưởng nó nhớ. Cũng vậy, các hành uẩn. Như vậy thì chúng ta cần phải biết rõ về các pháp. Thì lúc đó chúng ta mới mới dần nhận ra, nhận diện ra được các pháp. Còn nếu không thì những cái sắc này nó sẽ làm cho chúng ta mê đắm. Mặc dầu chúng rất là đơn giản, chúng chỉ là cái cứng, cái mềm thôi. Nhưng mà đời đã thêu dệt nên chúng đủ thứ hết. Bây giờ thì chúng ta xin vào bài pháp. Chúng con xin đọc câu kệ số 252 ạ. Sudassang vaccha manye sang attamo panna duk tối quá đút đã sang pare sang hiso vaccha ni up o up upati yatha phasang attano panna cha đề tí khát ninh quá khát nát tòa sát thù. Cái ánh sáng thì có, nó không có đủ nên thành thử nó hơi tối một chút, con xin lỗi quý vị. Cái nghĩa việc là lỗi của người khác thì dễ nhìn thấy, còn lỗi của mình thì khó nhìn thấy. Kẻ ấy sáng tác lỗi của chính những người khác như là sàng hạt lúa lẫn trong gạo, còn che giấu cái lỗi của mình như cái kẻ đánh bạc gian lận che giấu cái quân bài xấu của mình. Thì chúng ta biết là phàm phu thì đầy dẫy những cái phiền não, và nhất là con người của chúng ta, chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng tìm những cái người xung quanh để tìm ra cái lỗi của họ. Để làm gì quý vị biết không? Để che đậy đi cái lỗi của mình và nghĩ rằng ồ, những cái con người này họ đầy những cái lỗi lầm, họ cũng hơn mình. Hơn mình và mình tốt hơn họ. Và khi mà một người mà đi tìm lỗi của người khác á, thì luôn luôn họ đi đến chỗ khác, họ chỉ trích, họ nói xấu cái người đó. Người mà tìm lỗi của người khác á, thì họ ít có khi nào nói thẳng lắm. Cái người mà tìm lỗi của người khác để chỉ trích là khác, còn cái người mà chỉ ra cái lỗi của những người bạn hay là những cái người người nữ, cái người học trò, cái người chỉ lỗi thì nó khác với là cái người mà tìm lỗi. Cái người tìm lỗi á,
do họ ganh ghét, do họ ganh tị và họ nâng cao cái bản thân của họ lên trong cái đám đông, trong cái đám đông. Cái từ Sudassan, Vaccha, Sudassan, Vaccha, Manh, Nhê Săng là lỗi của những người khác thì dễ nhìn thấy. Lỗi của những người khác thì dễ nhìn thấy. Ví dụ những cái cử chỉ của người khác mà họ thô tháo, hay là những cái lời nói mà nó lỡ, những cái từ ngữ nó bị lỡ một cái điều gì đó, thì những cái người này, những cái người hay tìm lỗi đó thì họ hay nhìn vào những cái điều đó, những cái điều nhỏ nhặt, rồi họ dựng lên những cái câu chuyện và họ suy diễn, họ suy diễn làm sao từ cái đó nó ra, từ cái lỗi lầm ít của cái người khác trở thành những cái lỗi lầm nhiều. Và đây là một cái loại phiền não. Đây là một cái loại phiền não mà nó đã ăn sâu trong các cái mối quan hệ của loài người chúng ta khi mà chúng ta sống, do cái sự tranh đua về gia đình, về xã hội, về tiền bạc, về tình yêu, rồi là về danh, về lợi, vân vân. Thì cái điều này nó rất rất là nhiều. Như là người mở công ty xí nghiệp á, hay là những cái chính trị gia, hay là những cái cấp cao này kia họ làm trong chính quyền á, thì cái người trên, người dưới họ tuy ở bề mặt bên ngoài thì họ chào, họ hỏi, họ lễ phép, nhưng mà ở bên trong là luôn luôn họ dình những cái lỗi sơ hở của cái người khác, hoặc là thậm chí họ còn gài những cái bẫy vào, kể cả là thậm chí là ở trong chùa, tất cả mọi thứ, mọi nơi, thưa quý vị, ở đâu thì cũng có những cái pháp này, nó xuất hiện hết, nó xuất hiện hết. Những cái kẻ tiểu nhân, những cái kẻ mà những cái tâm còn đầy những cái phiền não, đầy những cái quế trượt này, thì ở đâu đâu nó cũng có, ở đâu đâu nó cũng có. Và bản thân của chúng ta thì không ít thì nhiều, chúng ta cũng cũng có những cái điều đó, phải không? Không có, chúng ta cũng có những cái điều đó. Có điều là chúng ta không có mãnh liệt, chúng ta không có hiềm độc, nhưng mà chúng ta cũng vẫn có rất rất nhiều. Cái từ Sudassan á là một cái căn của nó là căn đít, tiếp biến ngữ của nó là xú. Nó là một cái nhóm từ trung tánh chia theo chủ cách là dễ thấy, dễ nhìn thấy. Dễ nhìn thấy. Dễ nhìn thấy ở đây là sao vậy? Ở đây là tâm của chúng ta nó phiền não quen rồi, nên là mấy cái cử chỉ hành động của người khác, dầu là người ta vô tình thôi, nhưng mà sao vậy? Nhưng mà cái tính ưa chỉ trích, cái tính mà ưa bươi móc, cái tính mà ưa thấy lỗi của người để mà mình đi, để mà mình tỏ ra mình là cái người mà tốt đẹp hơn người khác, thì và chúng ta những cái người đó thì đi đến đâu cũng rất dễ thấy những cái lỗi lầm của người khác. Và đi đến đâu họ cũng chỉ dò xét, họ để ý, để tứ, để nó họ chỉ dình làm sao mà sơ hở để mà họ có cái câu chuyện, hay là họ đạp đổ, hay là họ
lấy cái cớ đó để mà họ sỉ nhục cái người khác. Thì đây là một cái dạng gọi là cũng thuộc về hạng người tiểu nhân. Tiếp đồng ngữ xú là dễ, tốt, tốt đẹp hay là khéo léo, căng đít là thấy. Cái từ quách chăn là quách trá, là một cái danh từ trung tánh chia theo chủ cấp là lỗi lầm, điều cần tránh xa. Anh nhê xăng, anh nhá là một cái tính từ nam tánh, ở đây chia theo sở thuộc cách là của những người khác. Những cái người mà chuyên nhìn cái lỗi người khác á, thì họ lại nào thấy cái lỗi của mình, không thấy được rằng cái nhìn lỗi người khác đó là một cái dạng phiền não mà làm cho mình đau khổ, làm cho mình bị oan trái, làm cho mình không có bạn bè, làm cho mình không gặp được bậc hiền trí, làm cho mình không tròn đủ các cái đức hạnh. Mà họ không thấy ra được cái điều đó. Tiếp theo nữa là cái từ anh nhê xăng của những người khác. Còn cái từ là atano Pana đút sát năng, đút đá xăng. Còn của mình thì khó nhìn thấy. Đút đá xăng, căn của nó là căn đít. Tiếp đồng ngữ đút là một cái nhóm từ trung tánh, ở đây thuộc trung tánh và chia theo chủ cách là khó nhìn thấy. Khó nhìn thấy ở đây là sao? Cái điều mà phiền não ở trong chúng ta đó là ai ai cũng biết hết á. Nhưng mà khó nhìn thấy ở đây là sao? Khó nhìn thấy ở đây tức là khó nhìn thấy cái sự hoạt động của chúng, khó nhìn thấy bằng tuệ, chứ không phải là không biết mình có phiền não. Nhớ như vậy ha. Khó nhìn thấy chúng là cái pháp này nè. Là một cái loại si mê, là một cái pháp si mê. Khó nhìn thấy ở đây là khó nhìn thấy bằng tuệ, chứ còn tham sân si nào mà tâm chúng ta lại không biết. Biết đó, nhưng mà nó không thực sự có tuệ để thấy chúng. Rồi tiếp đồng ngữ đú là khó hay là xấu, căn đít là thấy. Rồi tiếp theo nữa là cái từ quách chá ní, quách chá là một cái danh từ trung tánh, là ở đây chia theo đối cách số nhiều. Là gì? Là lỗi lầm, điều cần tránh xa. Cái từ opupati, cái căn của nó là căn pu, tiếp đầu ngữ của nó là áo quá, và nó được chia theo, nó là một danh từ chia theo đó, nó là một động từ chia theo tha đồng thể ha. Đúng rồi, là sống phanh phui tìm kiếm. Rồi tiếp đồng ngữ là á quá, là khỏi. Căn pá tức là làm sạch. Pha xăng là pha xá đó, là phu xăng chứ. Là phu xá là một cái danh từ trung tánh, ở đây chia theo đối cách là hạt lúa hay là chấu. Hạt lúa hay chấu. Cái từ át tăng năng là của mình, chỉ về mình, chỉ về phiền não nơi mình đó. Còn cái từ cha đê tí, căng chát, còn mê ê tí là một cái động từ, ở đây là che giấu hay là che đậy. Che đậy. Và chúng ta đau khổ là vì
Đau khổ ở đây là gì? Là chính là chúng ta che đậy các cái loại phiền não khi tâm mình khởi sanh. Chúng ta tự ti này, chúng ta mặc cảm này, chúng ta sợ mình lỗi lầm này, chúng ta sợ người khác biết mình có lỗi lầm này, chúng ta luôn luôn đi đến đâu cũng phải che đậy. Làm sao mà chúng ta chỉ muốn tốt đẹp với mọi người, ở với cái vẻ bề ngoài để người ta không thấy mình. Mà ở bên trong của chúng ta thì sao vậy? Thì luôn luôn che đậy các cái phiền não, che đậy những cái kế hoạch, che đậy những cái mưu mô. Nhiều lắm thưa quý vị, rất là nhiều. Khi nào mà chúng ta không thấy ra được phiền não, chúng chỉ là phiền não, cần phải được thấy. Như vậy thì chúng ta biết nè, phiền não ở đâu? Chính là vị thầy dạy cho chúng ta biết được mình là ai. Mình còn là phàm phu, mình còn là ngạ quỷ, mình còn là kẻ ác. Hay là mình đã dần thấy ra được các pháp. Như vậy, phiền não nó không phải là cái pháp mà nó nguy hiểm nhiều cho chúng ta lắm đâu. Mà chính là những cái tà kiến chấp lầm tôi ta và che đậy chúng lại. Nên là chúng mới có nhân, có duyên để mà phát chấn mạnh. Còn nếu phiền não, chúng là đối tượng của chánh niệm, thì đó chính là con đường giác ngộ, thưa quý vị. Nếu chúng ta không thấy được tất cả những cái phiền não thô tế, từ thô tới tế, từ nơi thân tâm của mình, thì không có cách nào để mà chúng ta tỏ ngộ được lý tứ thánh đế được hết á. Như vậy phiền não nó có vấn đề chỉ khi nào nó bị chấp thủ bởi tà kiến che đậy lại. Còn nếu nó được soi sáng bởi con đường chánh đạo, thấy chúng đang là vậy, thấy tham chỉ là một pháp hiện khởi, lúc chúng đang hiện khởi tham, chúng chỉ là tham thôi, chúng không thể có một cái pháp nào ở đó được nữa cả. Và tham này do nhân duyên sanh và chúng cũng diệt đi. Chắc chắn tham này nó phải sanh từ nhãn xúc, hay từ nhĩ xúc, hay từ tỷ xúc, hay từ thiệt xúc, hay từ thân xúc, hay từ ý xúc. Và tham chắc chắn phải là ở thời hiện tại, chứ không có ở thời quá khứ hay thời vị lai được. Phiền não nó có thể sanh ở quá khứ hay vị lai được không? Không thể được. Như vậy khi chúng ta hiểu được pháp chỉ do duyên mà sanh, thì cái ý niệm về ngã dần dần nó sẽ được bào mòn và nó sẽ được tuyệt diệt. Và khi nào ý niệm về ngã nó được diệt tận thì nó chỉ còn năm uẩn thôi, không có uẩn nào bị chấp thủ cả. Và tiếp theo nữa là cái từ gì? Cái từ ara. Cái từ tiếp theo là cái từ sanh nhi, là một cái danh tính từ là có ý tưởng, có ý tưởng. Cái từ uchata, uchama chứ, là một cái danh từ trung tánh, là sự chỉ trích, việc phê phán. Như vậy khi mà chúng ta tìm lỗi và phê phán người khác thì tâm của chúng ta lúc đó chính là phiền não, chính là si mê. Và ngay lúc đó mà cái người nào luôn luôn cứ đi tìm những cái lỗi của người khác thì chắc chắn là mình rất nhiều lỗi lầm, mình mới đi tìm những cái lỗi lầm của người khác.
những cái người đó thì luôn luôn che đậy cái lỗi của mình lại, sợ người khác biết, sợ người khác biết những cái trò xảo thuật, cái trò mà đê tiện của mình. Và tiếp theo nữa là cái từ sanh nha, là một cái danh từ chỉ cho cái sự mà sự tưởng. Và cái từ ara là cái chàng từ cách xa, hay là xa rời, lìa xa. Và tiếp theo nữa là cái từ asawa. Asawa là danh, là một cái danh từ nam tánh, là lậu hoặc. Lậu hoặc ở đây gồm có mấy? Dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Vậy lúc mà mình đi tìm những cái lỗi của người khác thì đó là gì? Đó chính là dục lậu đó. Đó chính là dục lậu. Cái từ khá giá là một cái danh từ nam tánh, là sự đoạn tập hay là sự chấm dứt. Sự chấm dứt. Và ở đây Ngài Thích Minh Châu Ngài dịch là: ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích, người ấy lậu hoặc tăng, rất xa lậu hoặc diệt. Như vậy thì chúng ta thấy các bậc chí thì các ngài thấy được những cái lỗi lầm này, nó đem đến những cái hậu quả khổ đau mà các ngài đã từng trải qua trong cái vòng sanh tử luân hồi. Các ngài đã thấy được trong cái sự giao tiếp mà các ngài đã bất cẩn, bây giờ các ngài đã tỏ ngộ đạo lý đạo quả rồi, các ngài thấy được những cái lỗi lầm của nó, các ngài thấy được cái hậu quả sâu xa mà nó mang lại, nó làm cho chúng sanh bị những cái phiền não chi phối và tạo ra những cái nghiệp ác đưa đến luân hồi khổ đau. Thì các ngài thường dùng cái tâm từ, các ngài hợp thời và các ngài thấy rõ, và các ngài nói cho cái người đệ tử hay là cái người bạn đó bằng cái tâm từ, bằng những cái pháp từ hòa, và các ngài chia sẻ phân tích để thấy ra, để cho cái người đó không còn phạm phải những cái lỗi lầm trong tương lai. Thì đó là bậc hiền trí, cũng là thấy cái lỗi nhưng mà thấy bằng tuệ để chỉ ra cho cái người đó, thì nó khác. Còn cái kẻ ngu á, thì mình luôn luôn tâm của mình đầy những cái phiền não lậu hoặc, nhưng mà luôn luôn đi tìm những cái lỗi lầm của người khác để gì? Để che đậy cái lỗi lầm của chính mình lại, chính mình lại. Ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích, người ấy lậu hoặc tăng, rất xa lậu hoặc diệt. Còn bậc chí thấy lỗi của người thì các ngài chỉ ra những cái pháp, chỉ ra cái con đường để mà diệt trừ những cái lỗi lầm đó. Nhưng mà người không tốt, người ngu si, người ích kỷ, người chỉ muốn hại người khác, người chỉ muốn làm cho người khác đau khổ, thì luôn luôn đi tìm lỗi của người và chỉ trích, thì người ấy sao? Càng ngày lậu hoặc nó càng tăng trưởng. Người ấy lậu hoặc nó càng tăng trưởng. Và rất xa lậu hoặc diệt. Và nếu như chúng ta đi tìm lỗi của người thì không bao giờ chúng ta tìm hết được. Chả bao giờ chúng ta tìm được hết lỗi của người. Bởi vì thế gian này là mênh mông, là vô lượng những cái cảnh trần.
Chúng ta có ghét hoài, ghét mãi đến vô lượng kiếp. Chúng ta đi tìm vô lượng kiếp những cái lỗi lầm ở trên đời này của người này, người khác để mà chỉ trích, để mà bươi móc. Thì có hết được không? Không bao giờ hết được. Và chỉ làm cho lậu hoặc ở nơi tâm của mình, chúng tăng trưởng lên mà thôi. Chúng tăng trưởng lên mà thôi. Và ở trên đời này chẳng có ai có lỗi lầm. Chẳng có ai có lỗi lầm. Lỗi lầm nó chỉ là một khoảnh khắc của các pháp hữu vi. Do duyên của chúng tụ hội, rồi lại diệt đi tức thì. Nhưng mà vì chúng sanh mê muội, chấp lầm là tôi, là của tôi. Và lương gá vào những cái bóng ảnh của những pháp hữu vi này. Rồi cái sở hữu tưởng đó, kết hợp với cái suy nghĩ, cái hành quẩn đó, với si mê mà dựng lên những cái câu chuyện riêng cho mình. Chứ chúng chẳng có gì ở trong đó cả. Đúng không? Đúng không? Đừng có sợ hãi phiền não. Mà cũng đừng có quyến luyến chúng làm gì. Quý vị nói rằng là con không thể chịu nổi được những cái đau khổ, những cái phiền não. Nhưng mà bây giờ nó ở đâu rồi? Không, chúng ta bị dính mắc vào những cái khái niệm. Khi mà chúng ta thấy các pháp chỉ là những cái khoảnh khắc, không là gì cả, không là ai cả. Thì phiền não nó cũng chỉ là một pháp thôi. Nó có duyên nên nó sanh khởi. Rồi đó cũng diệt đi. Phiền não cũng có đời sống, cũng có nhân duyên để sanh khởi và diệt đi. Trí tuệ cũng có đời sống, nhân duyên sanh khởi và cũng diệt đi mà thôi. Tất cả chúng cũng chỉ là các pháp hữu vi. Như vậy cuộc sống này khi nào chúng ta thấy được những cái lỗi lầm từ nơi mình, từ nơi các căn này nó tiếp xúc với các trần, ở nơi chính thân tâm của mình, thì chúng ta không cần phải, thì chúng ta sẽ không đi tìm lỗi của người khác nữa. Bởi vì chúng ta thấy vô minh thật là khủng khiếp. Quý vị thấy đời sống này có gì không? Đời sống này chỉ có mấy cái màu, mấy cái mùi, mấy cái vị, mấy cái cứng mềm nóng lạnh, mấy cái bộ xương bất tịnh, nhìn thấy trong chớp mắt, rồi tan biến theo mây chiều khi chúng ta nhắm mắt lại. Cũng đâu có cái hình sắc nào ở đó đâu.
cái cứng cái mềm thì nó đâu có phải là hình dạng của một con người nào đâu. Cái âm thanh thì nó cũng đâu phải là một cái hình dạng của con người nào. Cái mùi vị thì nó cũng đâu có mang cái hình dạng của một con người nào đâu. Rồi, cái tóc, lông, móng, răng, da, mắt, tai, mũi, lưỡi, tủy, thận, tim, gan, những cái vật thực ăn vào, những đồ ô uế này, nó đâu phải là một con người nào đó. Nó chỉ là những cái nhúm tứ đại này hay cái nhóm tứ đại khác, sai biệt, khác nhau. Khi nào chúng ta hiểu được như vậy, thì lỗi của người chúng ta cần tha thứ, cần giúp đỡ, cần nâng đỡ hơn là chỉ trích. Bởi vì phiền não không của riêng ai cả. Mọi đau khổ, chúng không đến từ con người đó, chúng đến từ vô minh. Từ tà kiến. Từ những sự mê chấp. Chả ai muốn mình xấu xí cả. Không ai muốn mình nghèo khó cả. Không ai muốn mình ngu đần. Và có ai muốn cái gì được không? Không có ai muốn cái gì được cả. Cái thấy này không ai tạo ra được cả. Cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Cái thấy này nó không thể nào thấy ở trên đỉnh đầu hay ở dưới chân hay ở phía sau được cả. Cái thấy nó chỉ thấy đối tượng thị giác ở trước mặt mà thôi. Chỉ có đối tượng thị giác xuất hiện chứ cái thấy không có xuất hiện. Chỉ có âm thanh xuất hiện, chứ cái nghe không có xuất hiện. Do không hiểu pháp về cái thấy, nghe, ngửi, nếm đụng trong đời sống hàng ngày, là những pháp hữu vi, là những pháp vô thường, là những pháp mang đầy cái tính chất khổ đau. Cái thấy là khổ, nghe là khổ, ngửi là khổ, nếm là khổ, xúc chạm là khổ, suy nghĩ là khổ. Không có cái thấy thì làm sao mà khổ được, phải không? Nhưng mà ngày mai mà quý vị không thấy nữa, quý vị có khổ không? Rất là đau khổ. Để cho chúng ta thấy được rằng là ngày mai mà chúng ta không thấy được vợ con mình nữa, gia đình mình nữa, thì đau khổ vô cùng. Nhưng mà chúng ta đâu có biết được rằng những cái ngày hôm qua chúng đã mãi mãi biền biệt. Những cái thấy của quá khứ cũng đã mãi mãi biền biệt. Vậy mà chúng ta chẳng cảm thấy đau khổ gì hết. Nhưng mà ngày mai thử xem những cái đối tượng thị giác như là người thân, người thương của mình mất đi mà xem.
để cho chúng ta thấy cái thấy của mình đau khổ đến mức độ như thế nào. Cái nghe cũng vậy. Ngày mai chúng ta không được nghe nữa, tai của chúng ta bị điếc. Chúng ta có thấy sự đau khổ không? Nhưng mà bao nhiêu cái nghe đã đi qua, có ai thấy nó khổ đâu. Ngày mai cái lưỡi của chúng ta nó không nếm được vị nữa. Nó phải đúc cái ống vào cuốn họng rồi nó bơm những cái chất vào trong bụng của mình. Mà chúng ta thèm những cái ly cà phê, chúng ta thèm những cái hương vị trà này kia, chúng ta thấy nó đau khổ đến mức độ như nào. Hầu như chúng ta bỏ qua hết các pháp trong đời sống hàng ngày. Chúng ta nói về tứ niệm xứ. Nhưng mà tứ niệm xứ là cái gì vậy? Cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày, nó không phải là tứ niệm xứ à? Hay là nó chỉ ở trong sách vở thôi? Ngày mai cái thân của chúng ta nằm liệt giường, không được xúc chạm với những cái điều mình thích nữa, với cái người mình thương nữa, chúng ta mới thấy có phải đau khổ không? Nhưng mà những cái pháp này của ngày hôm qua chúng đã diệt đi, rồi ngày hôm nay chúng cũng lại vậy, mà chúng ta cảm thấy rất bình thường. Có phải là cái nghe là khổ không? Nghe là khổ. Nghe cha chết, nghe mẹ chết. Rồi nghe những cái vần thơ, vần nhạc mà không được nghe nữa thì có đau khổ không? Có dính mắc không? Có phải là nguyên nhân của đau khổ không? Vậy để cho chúng ta thấy tất cả đời sống chúng sanh này không phải dính mắc vào cái gì đó, mà dính mắc vào những cái pháp rất đổi là vô thường và vô vị, chứ không phải là một cái gì đó gọi là nó thần tiên gì cả. Thưa quý vị, chỉ là những cái âm thanh của những cái tứ đại khởi khác nhau, chỉ là những cái màu. Nếu không có tứ đại thì không có cái được thấy, không có cái được nghe, được ngửi, được nếm, được xúc, được chạm. Không có tứ đại thì không có cái được thờ, được cúng, được mê đắm, được tà kiến, được đồng bóng, được trau chuốt. Nhưng mà thực chất của chúng chỉ là những cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, cái màu, cái mùi, cái vị, cái bất tịnh, cái tan hoại, cái vô thường, cái vô ngã, cái vô chi, vô giác. Chứ nào có phải là một con người nào đó. Chỉ là một cái cảm thọ trần trụi. Cả một đám đông người ta đang cười, nhưng mà tâm của bạn
đang mất người yêu, người ta đang cưới bạn đi đám cưới nhưng mà người yêu bạn bỏ. Bạn đi đó nhưng mà cảm thọ của bạn nó vẫn là u. Như vậy cảm thọ đó có phải là một ai đó không? Không, nó rất đơn độc. Tứ đại nó có nhiều thứ để thấy, nhiều thứ để nghe, nhiều thứ để ngửi, nhiều thứ để nếm, nhiều thứ để xúc chạm, nhiều thứ để thọ cảm, để tưởng, để hành, để nhận biết. Nhưng về bản chất của chúng thì muôn đời là vậy. Dầu cái thân thức đó ở cõi trời tích mù cao cho tới đáy biển sâu thì chúng cũng chỉ chạm với cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh mà thôi. Không thể khác hơn được. Đó chính là đặc tính pháp của chúng. Nên là Đức Phật là bậc toàn tri diệu giác. Thấy ra từng pháp một. Dầu chúng sanh diệt như thế nào thì bản chất cố hữu của chúng là như vậy. Không thể mà thân thức mà nó đổi thành một cái gì khác được cả. Nhiều cái thấy thì nó có nhớ tưởng không? Nó có tham sân si được không? Không. Cái thấy nó chỉ làm mỗi một việc là biết cái đối tượng thị giác. Nó cũng không biết được cái màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Mà chỉ rõ biết cái gì xuất hiện thì nó rõ biết. Nó chỉ mang một cái tính chất của chúng như vậy. Còn đây là màu xanh, đây là màu vàng thì lại là một chức năng của pháp khác. Nó đảm nhận chứ không phải là nhãn thức. Kể cả cái tâm nó khai ngũ môn, tức là khai cái nhãn môn ra, cái tâm nó cũng không biết được đối tượng thị giác. Chỉ có khi nào nhãn thức sanh khởi biết đối tượng thị giác mà thôi. Và nó đang là cuộc sống này. Vậy để cho chúng ta thấy được rằng là đừng có nghĩ rằng là trong cái thấy tôi chỉ biết cái thấy. Mà phải khi nào mà chúng ta hiểu được không dễ gì mà chúng ta nhận biết được cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm. Chúng ta nói thì nó được ở trong kinh điển, nhưng mà thực sự về tứ niệm xứ là không dễ gì mà thấy được nó. Phải đầy đủ các cái yếu tố ba la mật, còn rất dài về nó nữa. Mặc dầu là những cái pháp này nó luôn luôn xuất hiện trong đời sống hàng ngày, nhưng mà không nghe về giáo pháp của Đức Phật thì không sao mà có thể hiểu được cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm trong đời sống là vô ngã.
Khi nào mà chúng ta thấy các pháp thì chúng ta không thấy có một con người nào ở đâu cả, thì chúng ta sẽ không tìm nỗi của ai cả. Vì chúng ta biết được rằng là tham nó có duyên nó sanh khởi, sân nó có duyên nó sanh khởi, si nó có duyên nó sanh khởi. Chứ không ai sanh khởi ra cái pháp đó cả. Chúng ta cũng hiểu, cũng không có tôi tham, không có tôi sân, không có tôi si. Thì chúng ta sẽ bớt cái sự chỉ trích, bớt cái sự bươi móc, mà thấy được đời đầy những khổ đau bởi vì các phiền não mà chúng sanh đã tích lũy nhiều đời nhiều kiếp. Và chính những cái vô minh phiền não là pháp cấu uế làm cho chúng sanh đau khổ. Do các duyên riêng của chúng chứ không phải là ai đó tạo ra. Cuộc sống này thật là rỗng không. Cái thấy là rỗng không, cái nghe là rỗng không, ngửi là rỗng không, nếm là rỗng không. Như chúng ta thấy đó, chúng ta cả một bàn tiệc chúng ta ăn rất là ngon, chỉ qua cái nửa của mình, rồi chút nữa thành phân, thành nước tiểu, thành những cái chốc nó thấm vào thịt, vào xương, vào mũ, vào máu, vào mồ hôi, vào mỡ, vào đàm, vào mật, vào óc, vào mắt, vào tai. Trở thành những cái bất tịnh. Chứ nó có trở thành cái gì nữa không? Không trở thành cái gì cả. Và chúng ta thường nghĩ rằng luôn luôn muốn trở thành một cái gì đó, nhưng mà chính cái lỗi, chính cái chỗ đó chúng ta lại thấy rằng nó không có trở thành ra cái tôi, cái ta, mà nó không trở thành ra cái mà bạn muốn, mà nó chỉ trở thành ra năm uẩn đau khổ, già bệnh chết, sầu bi khổ ai nữa mà thôi. Như vậy thì cuộc sống nó ngắn ngủi, giáo pháp của Đức Phật là hy hữu, chúng ta mới được gặp, được nghe. Không nên mất thời gian để đi tìm những cái lỗi của người. Không có ai có lỗi ở trên đời này cả. Mà vô minh nó bao phủ kín đời rồi. Chúng ta còn bị bao vô minh nó bao phủ dày đặc. Mà chúng ta đi tìm cái lỗi của đời, của người, thì chúng ta chỉ chuốc lấy cái tai họa, chuốc lấy cái khổ đau mà thôi. Chẳng ai quan tâm gì tới chúng ta cả. Thì chúng ta cứ nghĩ rằng người khác sẽ quan tâm đến mình. Chúng ta sẽ nói những cái điều này, điều xấu xa của người này đến người khác sẽ thương yêu chúng ta. Thực sự có ai đó ở đó đâu mà yêu thương bạn đâu, không có đâu.
toàn là những cái sát la thực tại cứ đến và đi. Và khi nào chúng ta thấy được ra những cái phiền não từ nơi mình thì chúng ta sẽ không có cái lòng ganh tị chỉ trích người khác nữa. Vì sao vậy? Vì sao vậy? Vì ai cũng sanh ra từ cái dòng thác của vô minh cả. Ai cũng sanh ra từ cái dòng thác của vô minh cả. Như Bồ Tát cũng sanh ra từ cái dòng thác của vô minh. Nên khi Ngài đạt được cái minh sanh rồi, Ngài không có sanh lòng chỉ trích chúng sanh, mà Ngài chỉ có tình yêu thương, lòng từ bi vô hạn mà thôi. Vì Ngài phải thấy được cái nguồn cội chúng sanh do vô minh và tham ái trói buộc. Nên là một chúng ta muốn thoát ra khỏi cái dòng ái dục này thì chúng ta không nên phí cái thời gian đi tìm nổi và chỉ trích người khác, bởi vì đó không phải là cái con đường cứu cánh của mình, mà đó là cái con đường tai họa, con đường diệt vong, con đường oan trái, con đường oán thù, con đường kết giao với những kẻ ngu, kẻ thiểu trí. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi, và cái tích chuyện này nó rất là ngắn. Thì cái tích chuyện này thì Ngài giải thích rất là ngắn. Cái câu chuyện này thì liên quan đến cái tu sĩ Đề Bà Đà Na Xuất Phát Đá. Khi mà Đức Thế Tôn sắp nhập diệt thì trong rừng Sa La, trong cái thành Câu Thi về kể về, Ngài kể về chuyện khi trước con của cái tu bạc này đã cúng dường 9 lần những cái phẩm vật đầu mùa gặt cho Đức Phật. Còn tu bạc thì không có ưng và từ chối, cuối cùng mới chịu cúng. Vì thế mà ông không gặp được Đức Thế Tôn khi Ngài vừa thành đạo. Và giảng đạo đến lúc cuối thì Ngài gần nhập diệt thì ông mới tự nghĩ, ta có 3 cái điều nghi và đã nói các cái trưởng lão để giải nghi. Lúc ấy Sa Môn Cồ Đàm còn trẻ nên ta không đi đến hỏi. Và bây giờ thì thời gian Niết Bàn sắp đến, nếu ta không hỏi sau thì sẽ ân hận. Và ông đi đến chỗ Đức Phật và Tôn giả A Nan, và Ngài A Nan ngăn ông lại, nhưng mà Đức Phật đã bảo lại A Nan chớ có ngăn Tu Bạc Đà Na, hãy để cho ông vào thưa hỏi. Và vị này ngồi ở chân giường hỏi Đức Thế Tôn, bạch Ngài, con đường nào trên không trung, con người nào được gọi là sa môn khi ở ngoài chánh đạo, pháp hữu vi có trường tồn. Cái câu chuyện này là nói về khi trưởng giả thấy cái xin mở lại cái câu kệ 53 này. Lúc đấy
52 sẽ đọc qua mà nó chạy đi mất. Thời Pháp đến đây cũng vừa phải lẽ thì chúng ta nghe ý nghĩa của bài Pháp rồi vậy ha. Còn cái tích chuyện này thì nó quá dài. Tôi mở lại nơi tích chuyện quá dài. Thời Pháp đến đây cũng vừa phải lẽ. Phước báo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư Đại Đức Tăng, kính dâng đến tất cả chư Thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Thứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thất Bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, Atula, Diêm Chúa, và kính chư phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử. Mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm liễu chi được tứ thánh đế. Nam mô Buddhaya. Sa thú lần hai. Dạ, sa thú lần hai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn và con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng mít đến sư. Phavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba buddha sabba dhamma sabba sangha rupavena sarasuti phavantu te, tất cả phước báo hằng có đến người. Xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Xin cho quả có tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lần thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào trong chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đề quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình A tham a đa đề na ba văn tu bù chi ta so thiền ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê hệ ra cha ma cha na wa ca cha bip kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su khi ta ba văn tu tê cha la vu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa rằng ba tiết cha tê sắp bề pi đúc khát sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ga la tăng khô hô tu sa mắc vô qua a tha ya cha ni ta ya cha âm hệ ra kham tu sắc tham mô sắp bề pi tham ma cha ri